Hôm nay lại là cuối tuần, mọi người cùng mình đi câu nhá. Xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây. Hôm nay lại là ngày cuối tuần rồi, không biết mọi người ở đây có ai đi câu không nhỉ? Còn mình thì sáng nay dậy từ 6 rưỡi sáng để đi câu này. Đi một lúc mình cũng đã đến chỗ câu rồi, chỗ này thì khá là rộng luôn. Nhưng mà hình như hôm nay cuối tuần nên là mọi người đến câu đông lắm. Ở đoạn ngoài kia chắc là phải có 20-30 người đến câu rồi. Thôi thì đến nơi rồi, mình cũng trộn một ít mồi để câu thử xem sao. Mong là hôm nay ngày cuối tuần không bị mỏ. Đầu tiên mình sẽ trộn một ít mồi xá trước, sau đấy thì trộn thêm một tí mồi câu nữa. Thấy mọi người bảo ở đây có nhiều trôi chép nhưng mà hôm nay mình lại không có khoai lang, thôi thì mình có gì trộn nấy về câu tạm vậy. Câu được hơn một tiếng thì mọi người đến đây câu đông quá trời luôn. Khoảng 1 mét là có một cần rồi nên là thôi mình lui trước, bảo đi qua bãi khác để chống móm. Nhưng mà chống móm này lạ quá mọi người ạ. Hàng gì này, khổng lồ luôn. Rồi mọi người lại dính một em ở đầu cần, đầu chỗ bục phao này. Dính dọn bể nhé mọi người, to quá. Cái gì đây? Dọn bể. Tình hình là hôm nay móm cá rồi mọi người ạ. Sáng đi qua bên kia thì đông quá, đến lúc sang bên này thì lại muộn mất rồi. Thôi thì hẹn mọi người hôm khác báo cá cho mọi người xem nha.